Những ngày qua, nông dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi ra đồng thu hoạch tỏi đông xuân 2019-2020. Vụ tỏi này, huyện đảo trồng hơn 330 ha. Tuy được mùa, nhưng giá tỏi trong những ngày qua liên tục sụt giảm. Vụ tỏi này gia đình bà Nguyễn Thị Thúy đầu tư trên 80 triệu đồng để gieo trồng 5 sào tỏi. Mặc dù gặp không ít khó khăn về nguồn nước tưới, nhưng nhờ xuống giống sớm vào thời điểm tỏi tạo củ, gặp mưa cùng với việc chú trọng đầu tư phân bón, phòng trừ sâu bệnh, nên 5 sào tỏi của bà Thúy đã cho thu hoạch khoảng 2 tấn tỏi tươi. Trồng tỏi là tôi trồng được sớm, cho nên là cây tỏi của tôi năm nay là nó lên là cũng được. Thu hoạch thì ở nhà tôi có khả năng là tôi đoạt hơn năm rồi. Tình hình sản xuất nông nghiệp của nông dân gặp nhiều khó khăn bởi đầu ra không ổn định, phần lớn nông dân tự tìm đầu ra. Đây chính là nguyên nhân chính để thương lái ép giá khi đến mùa thu hoạch rộ. Huyện Lý Sơn đang hình thành chuỗi liên kết trong sản xuất để bao tiêu nông sản cho nông dân, từng bước tháo gỡ khó khăn về đầu ra và hạn chế tình trạng nông dân trúng mùa rớt giá. Vụ tỏi năm nay nó đạt, nó được mùa. Năng suất bình quân khoảng 70 đến 75 tạ trên 1 ha. Tuy nhiên thì đối với cái đầu ra của tỏi thì năm nào cũng vậy. Thường là được mùa thì làm mất giá, nên ủy ban huyện đã giao cho trung tâm xây dựng cái đề án và sắp tới đây tổ chức triển khai thực hiện là xây dựng đề án là phối hợp với các cái doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để bao tiêu sản phẩm cho bà con với giá hợp lý, nó ổn định cái giá để bà con an tâm sản xuất. Huyện Lý Sơn đang xúc tiến xây dựng chỉ dẫn địa lý tỏi Lý Sơn nhằm bảo vệ thương hiệu tỏi, bảo đảm đời sống người trồng tỏi trên đảo, cũng như có căn cứ để các cơ quan chức năng xử phạt các tình huống mạo danh tỏi Lý Sơn đang diễn ra trên thị trường.